Thưa quý vị, điện chẩn, một phương pháp chữa bệnh bằng bấm huyệt ra đời, đáp ứng nhu cầu của nhiều người yêu thích chữa bệnh không dùng thuốc. Xuất phát từ Việt Nam do giáo sư danh dự, tiến sĩ khoa học Bùi Quốc Châu nghiên cứu và phát triển, hiện bộ môn này đã lan tỏa ra nhiều quốc gia trên thế giới. Hôm 11 tháng 8 vừa qua, đoàn diện chẩn quốc tế gồm 20 thầy thuốc lương y của một số nước trên thế giới đã trở về thăm đất tổ của bộ môn diện chẩn và giao lưu với các câu lạc bộ diện chẩn của Việt Nam tại Hà Nội. Đây là dịp để các thành viên của bộ môn diện chẩn trên thế giới có dịp tìm hiểu về quê hương phát xuất ra phương pháp chữa một số bệnh bằng bấm huyệt mà không cần dùng thuốc của Việt Nam. Tôi là người học diện chẩn của giáo sư Hồ Quốc Châu và ngày hôm nay tôi về đây là để thăm đất tổ của bộ môn diện chẩn. Thông qua bộ môn diện chẩn, tôi đã chữa bệnh cho nhiều người và tôi nghĩ rằng đây là một trong những phương pháp chữa bệnh khá hiệu quả và đặc biệt là nó ngay tức thì. Xuất phát từ kinh nghiệm dân gian và văn hóa truyền khẩu Việt Nam, qua nghiên cứu những tinh hoa y học dân gian, y học cổ truyền và y học hiện đại, cùng với những kiểm chứng từ thực tiễn trên bệnh nhân, giáo sư Bùi Quốc Châu đã khám phá ra các huyệt đạo trên mặt để điều trị bệnh liên quan đến khí huyết. Chúng tôi tìm ra những huyệt mới mà trước đây không ai tìm được. Và hiện nay thì ở trên mặt nó có khoảng mấy trăm huyệt. Nhờ những huyệt đó mà tôi tìm ra những đồ hình. Giác ram đó, những đồ hình trên đầu tiên trên mặt. Nhưng mà sau là bắt đầu phát triển ra toàn thân. Hiện nay là Đức, là Pháp, là Mỹ, là những bốn, rồi Canada, nói chung là mấy chục nước học. Xu hướng chữa một số bệnh không dùng thuốc là một trong những xu hướng được nhiều quốc gia trên thế giới áp dụng. Diện chẩn Việt Nam là một trong số những phương pháp này đã và đang lan tỏa ra nhiều quốc gia trên thế giới. Thì họ rất là ngạc nhiên. Ôi trời ơi, người Việt Nam mà sao giỏi vậy? Đây là người ta không phải là nịnh bợ hay đâu, mà thấy thật sự, tức là tôi thấy tôi đau và tôi hết. Và là tôi như vậy là tôi đánh giá cao. Xuất phát từ thực tế vì sức khỏe cộng đồng, việc huy động mọi khả năng khám chữa bệnh của cộng đồng phối hợp cùng ngành y để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân là cần thiết. Việc đoàn diện chẩn quốc tế về thăm và giao lưu với đất tổ bộ môn diện chẩn giúp các thành viên của bộ môn này trên thế giới và thành viên các câu lạc bộ diện chẩn của Việt Nam có cơ hội giao lưu chia sẻ kinh nghiệm trong điều trị bằng diện chẩn.